Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư vừa tổ chức phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Chương trình được tổ chức tại trường tiểu học Ninh An và kết nối với 22 điểm cầu trong toàn huyện. Với chủ đề chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như tổ chức các lớp học có nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh đó, chú trọng sử dụng các nền tảng công nghệ số trong các hoạt động dạy và học, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia học tập, giao lưu, kết nối, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực tế trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuần lễ là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam, nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần cho người dân về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.